Tôi về trung tâm y tế Thanh Ba Ba. với bệnh nhân nữ 62 Bệnh nhân tuổi, nữ 62. tắc ruột và thoát À, vị đường vâng, ống quý ruột. thầy cô, các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Em xin thay mặt trung tâm y tế Thanh Ba trình bày bệnh nhân nữ 62 tuổi vào viện hồi 9 giờ 39 phút ngày 26 tháng 7. Tiền sử bản thân có tiền sử phẫu thuật u nang buồng trứng năm 2003, phẫu thuật cắt ruột thừa năm 2013 và phẫu thuật thay van tim năm 2014, dung nhĩ đang uống thuốc chống đông syndrome 4 mg, theo đơn ngoại trú là vào thứ hai thứ sáu là uống 1/2 viên lúc 20 giờ, thứ ba thứ tư thứ năm thứ bảy chủ nhật và uống 1/4 viên lúc 20 giờ. Tiền sử gia đình thì khỏe mạnh. Bệnh nhân vào viện với lý do là đau bụng, nôn và xuất hiện tím ở đùi và cánh tay hai bên. Bệnh sử thì cách ngày vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện nhiều nốt mảng tím vùng đùi và cánh tay hai bên. Sáng trước cùng ngày vào viện, bệnh nhân kể bệnh nhân có ăn vài muối mít. Đến tối thì bệnh nhân xuất hiện đau bụng lâm râm vùng quanh rốn, có lúc quặn thành cơn, đầy bụng, trướng hơi, có nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày. Ở nhà chưa dùng thuốc gì thì vào viện. Lúc vào thì bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc hồng, thể trạng trung bình, người mệt mỏi, không nôn, không sốt, vùng cánh tay và đùi hai bên có các mảng xuất huyết to nhỏ, kích thước lớn nhất là khoảng 4 x 6 cm vùng cánh tay bên phải. Mạch là 100 lần trên phút, nhiệt độ 36,7 độ C, huyết áp là 140 x 80, có đau bụng âm ỉ, quặn đường cơn vùng dưới rốn, kèm theo bí trung đại tiện. Khám thì có sẹo mổ cũ đường trắng giữa dưới rốn khoảng 20 cm liền tốt, có các nốt bầm tím quanh sẹo mổ cũ. Còn vùng bụng dưới rốn thì trướng, phình to, căng tròn, ngắn thì có đau tức. Sờ ở vùng dưới rốn đó, các quai ruột nổi rõ, nổi nhộn ngay dưới da bụng, phản ứng thành bụng âm tính, Bloomberg âm tính, thăm hậu môn thì rỗng không có máu, cầu bằng quang âm tính, các cơ quan khác thì trong giới hạn bình thường. Còn xét nghiệm thì em đã gửi trên hệ thống rồi. Còn bệnh nhân được vào viện với chẩn đoán là tắc ruột trên thoát vị thành bụng, dung nhĩ mãn tính, rối loạn đông máu, theo dõi do xuất huyết, tiền sử thay van tim, cắt u nang buồng trứng và cắt ruột thừa. Bệnh nhân đã được xử trí là đặt vào lưu sông dạ dày, truyền dịch vitamin K1 3 ống, tranexamin 4 ống, kali clorid, kháng sinh ceftriaxone và dùng những thuốc giãn cơ nốt pa 2 ống và atropine 2 ống, chia 2 lần trên ngày. Thì sau đó bệnh nhân xét nghiệm máu lại đến chiều ngày hôm 27 tháng 7 thì bệnh nhân có giảm máu khối lượng hồng cầu hemo xuống còn 87, thì em đã được truyền 2 đơn vị và khối hồng cầu và 3 đơn vị khối huyết tương. Thì đến nay thì bệnh nhân khám hiện tại thì ông khám hôm 30 tháng 7 thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, các mảng xuất huyết đã nhạt màu và không còn xuất huyết mới, hạch ngoại vi không to, huyết động thì ổn định. Khám ngoại thì bụng mềm, đỡ trướng, đỡ đau bụng, chưa đại à bệnh nhân đã đại tiện, rút sông dạ dày và cho ăn cháo. Tim vẫn không đều, nhịp tần số nhanh là 98 chu kỳ trên phút. Thì phía nang hai bên êm dịu không có gan. Em chẩn đoán sơ bộ là tắc ruột trên bệnh nhân thoát vị thành bụng, dung nhĩ mãn tính, rối loạn đông máu, tiền sử phẫu thuật thay van hai lá, cắt ruột thừa và các u nang buồng trứng. Thì em hội chẩn bệnh nhân này là thứ nhất là chẩn đoán hướng xử trí ban đầu của bệnh nhân này em đã đúng chưa, và thứ hai là phác đồ điều trị rối loạn đông máu cho bệnh nhân này có cần phải điều chỉnh gì không. Và thứ ba là với bệnh nhân thoát vị thành bụng này thì nếu mà hướng xử trí tiếp theo của bệnh nhân này có cần phải can thiệp không, và can thiệp có những cái nguy cơ gì ạ? Em sẽ hết ạ. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Thanh Ba trình bày rất ngắn gọn, nhưng mà bên kỹ thuật thì chuyển hình không kịp đúng không? Bên kỹ thuật lưu ý chúng ta chuyển cái hình ảnh theo đúng cái trình bày của các đầu cầu. Xin phép đưa cái hình ảnh về chẩn đoán của bệnh nhân đến X quang siêu âm và đặc biệt là chụp cắt lớp ở bụng. Vâng, xin mời thầy Linh ạ. Báo cáo thầy Thành, em xin vào luôn cái phim chụp cắt lớp vi tính. Thì trên cái chụp cắt lớp vi tính này các bạn chụp không tiêm và cũng tương đối dày, cắt 5 mm. Đấy thì sơ bộ thì chúng ta sẽ thấy được, thứ nhất là bệnh nhân có dịch ở bụng, dịch ở quanh gan đấy ạ. Thứ hai là ở cái thời điểm các bạn chụp là ngày 27 tháng 7 thì bệnh nhân có dấu hiệu của tắc ruột trên phim cắt lớp cũng tương đối rõ. Đấy là dạ dày lúc ấy cũng chưa đặt sông dạ dày, dạ dày ứ dịch.
các quai ruột non ứ dịch và tạo thành mức khí dịch tương đối rõ. Thế kèm theo thì có cả dày của thành các quai ruột. Các quai ruột thì khá là quây tụ, tập trung ở phần sát với thành bụng mà ngay ở dưới rốn. Thế, và vị trí này thì cái mỡ của nó cũng khá thâm nhiễm. Thế, đại tràng hoàn toàn là xẹp, không có dấu hiệu của tắc. Thế thì như vậy thì trên cái phim này thì bọn em sẽ chuẩn đoán là bệnh nhân có tắc ruột cao, tắc ruột non. Thế và nghĩ nhiều đến nó vẫn là cái tình trạng nó do dính tại vị trí mà mổ cũ ở phần dưới rốn, nó dính vào thành bụng trước. Ở đây thì có thấy các bạn ấy chuẩn đoán là thoát vị thành bụng, thì cái phần thoát vị thành bụng thì ở đây có vẻ nó không phải thoát vị mà sợ nó là một cái xa lồi thành bụng ở phần thấp ngay ở sát ở vị trí hạ vị trên đường giữa. Tại vì vẫn còn cái phần lớp cơ nó nằm ở ngoài này, hiện nó xa lồi chứ chưa là thoát vị, còn cái vị trí dính nó sẽ nằm ở đây. Nên tuy nhiên trên cái nền dính thì ở đây thì cũng tại vì các bạn ấy không tiêm nên là cái độ phân giải nó không rõ ràng ra, thì vẫn nghi ngờ là ở vị trí này thì trong lòng cũng có cái cấu trúc tương đối đặc, nó không giống bã thức ăn lắm. Nhưng mà nếu mà theo cái tiền sử mà ví dụ người ta ăn sơ mít mà ăn có sơ ấy, thì đôi khi nó không có cái hình ảnh ruột bánh mì của cái bã thức ăn cũ nó nằm ở đây, mà là gọi là bã thức ăn mới, thì cái phần khí nó không nằm, không có vị trí này. Như vậy cũng không loại trừ được cái chuyện bệnh nhân này chắc chắn là có dính, nhưng cũng chưa loại trừ được là có kết hợp cả một cái yếu tố thuận lợi gây ra một cái đợt cấp cho người ta là có cái bã thức ăn nằm ở vị trí này. Thành các quai ruột thì khá dày, thế tuy nhiên thì không có khí trong thành ruột, tức là cái dấu hiệu hoại tử ruột ở giai đoạn muộn thì không có. Trên phim này thì các bạn cũng không tiêm nên là cũng không nói được chắc chắn cái chuyện là ruột tưới máu như thế nào để nói về dấu hiệu hoại tử sớm thì cũng không thể nói được. Thế như vậy tóm lại thì trên cái phim này thì về mặt chẩn đoán hình ảnh sẽ kết luận đây là hình ảnh tắc ruột non do dính, theo dõi có thể kết hợp với bã thức ăn và có dịch tự do ở bụng. Xin hết ạ. Vâng, bệnh nhân này có chức năng thận hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Thấy có khuyến cáo gì cho những cái lần chụp sau cho những bệnh nhân khác tương tự như này không? Và nếu mà chức năng bệnh nhân chức năng thận bình thường thì trong cái tắc ruột các bạn bắt buộc phải tiêm. Nên lý do tiêm thì làm rõ lên mà về mặt giải phẫu vị trí tắc cũng như nguyên nhân tắc. Nhưng ngoài ra chúng ta sẽ chuẩn đoán các cái biến chứng của tắc ruột, trong đó cái biến chứng mà đáng sợ nhất đấy là cái chuyện hoại tử ruột. Đấy, dựa vào cái tính chất tưới máu của tổn thương. Thế ngoài ra thì trong cái tắc ruột, ví dụ ở đây thì do dính rồi nhưng trong một số trường hợp không rõ nguyên nhân thì cái tắc ruột cũng có thể là dấu hiệu của cái chuyện là bệnh nhân bị nhồi máu hay bị lóc tách của các cái động mạch mạc treo tràng. Mà cái đấy thì bắt buộc cũng phải tiêm vào thì mới phát hiện được. Thế như vậy tóm lại là trong bệnh cảnh tắc ruột thì bao giờ chúng ta cũng chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có tiêm. Thứ hai nữa là cũng về kỹ thuật thì không biết là máy của trên các bạn hình như đây là cái máy xi men 2 dãy đúng không ạ? Tôi nhớ không nhầm cái somatoma street. Vâng, thưa thầy là 2 dãy ạ. Máy xi men 2 dãy. Thì các bạn cắt cũng trong trường hợp mà nghi ngờ tắc ruột như thế này thì các bạn cũng nên cắt mỏng hơn, cắt độ 3mm máy của các bạn vẫn tải được, không có vấn đề gì đâu. Như vậy là có tiêm và phải cắt mỏng hơn thì chúng ta sẽ rõ hơn cái chuyện chuẩn đoán. Như tôi đã nói là có thể nói được cái biến chứng của nó, nói được rõ hơn nguyên nhân của tắc ruột, bộc lộ rõ hơn về giải phẫu cũng như là có thể tìm được cả cái những cái bất thường về tổn thương của mạch máu kèm theo. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Linh. Xin mời ý kiến của giáo sư Long ạ. Vâng, kính thưa các thầy và quý đồng nghiệp, trước khi tôi có ý kiến thì tôi xin hỏi một chút. Cái xa lồi vết mổ ấy thì cái đường kính của lỗ xa lồi là bao nhiêu ạ? Dạ em thưa thầy, trên thay sờ thì quá một cái lòng bàn tay mình nó tầm khoảng 15 đến 20 cm ạ. Nó rất là rộng toàn bộ cái vùng dưới rốn ạ. 6,4. Thầy Linh nói vào micro cho ạ. Đây trên cắt lớp vi tính thì cái vị trí cái cổ của cái phần xa lồi nó khoảng độ tầm 6 cm ạ. Vâng. Tôi còn không có một số ý kiến thế này, thứ nhất là về chẩn đoán. Thế về khía cạnh ngoại khoa thôi, về cái tim mạch chút nữa tiến sĩ Lý sẽ nói kỹ hơn. Thì ở đây chúng ta thấy là cái dấu hiệu tắc ruột mà tiến sĩ Linh vừa phân tích rất rõ ràng. Ngày 27 tháng 7 thì có bụng trướng, lâm sàng, có bí trung đại tiện, có sông dạ dày, da dịch nâu vàng. Và trên phim chụp thì có hình ảnh của tắc ruột.
ngày 31 tháng 7 thì lâm sàng tốt, có trung tiện, và trên phim chúng ta cũng thấy là cái mức nước hơi nó không còn nữa mà hơi nó xuống đại tràng rồi. Tức là bệnh nhân đã hết cái tình trạng tắc ruột, tức là chúng ta đã điều trị cái hướng tắc ruột sau mổ là thành công, điều trị bảo tồn thành công. Vấn đề đặt ra ở đây là bệnh nhân có xa lồi vết mổ, tức là ruột nó chui ra, các bộ phận bên trong mạc đồ lớn nó chui ra qua chỗ yếu ở thành bụng của vết mổ, và cái chỗ đó nó toát đường kính nó khoảng 6 cm rưỡi. Thì chúng ta biết là xa lồi vết mổ nó là một cái hiện tượng rất thường gặp ở châu Âu và hiện nay ở nước ta cũng gặp ngày càng nhiều. Thế thì nguyên nhân có rất nhiều, một là cái nhiễm trùng vết mổ, hai là cái thành bụng cấu tạo yếu, ba là nhiễm khuẩn, vân vân, có rất nhiều yếu tố, và mỗi ngày nó toát ra một tí và ruột cứ thế nó chui ra. Thậm chí có bệnh nhân ruột nó chui ra đến mức mà nó ngay dưới da, và cái da nó mỏng nó vỡ ra ngoài, lại ruột lại chui hết cả ra ngoài của bụng ấy, lại phải mổ lại đóng lại. Thế thì trường hợp này thì bệnh nhân tắc ruột chúng ta điều trị thành công rồi, tuy nhiên chúng ta thấy là cái xa lồi vết mổ khá lớn. Người ta chia là mấy cái kích thước dựa vào cái đường kính của lỗ thoát vị, lỗ xa lồi. Dưới 5 cm thì hầu hết là chúng ta sẽ khâu khép ra bằng cái tổ chức cân cơ của người bệnh. Thế cũng cần phải đánh giá BMI của bệnh nhân là bao nhiêu, cân cơ nó có tốt không, chỉ số cơ như thế nào. Nếu mà tốt dưới 5 cm thì khâu được. Từ 5 đến 10 cm thì khâu khó hơn, và người ta phải dùng những thủ thuật để tạo hình, nếu như muốn dùng vật liệu nhân tạo của người bệnh. Vật liệu tự nhiên của người bệnh. Phẫu thuật này là khó, phải đòi hỏi phải tạo hình. Còn trong trường hợp khó không làm được thì tốt nhất là chúng ta dùng lưới, dùng vật liệu nhân tạo là mesh. Còn trên 10 cm thì bắt buộc phải dùng mesh. Thế thì khi mà dùng vật liệu nhân tạo, khó khăn nhất đó là phải làm tránh nguy cơ nhiễm trùng. Bởi vì nhiễm trùng là nó sẽ thất bại, lại phải mổ lấy nó ra. Thế thì ở đây bệnh nhân mổ và dính ruột non rất nhiều, chúng ta thấy rất là khó. Cho nên cái kỹ thuật mổ cũng rất là phức tạp. Thứ hai nữa là bao bọc che chắn phải tốt để tránh cái vi khuẩn nó vào. Thế còn những trường hợp này thì là có chỉ định mổ và nên mổ sớm cho bệnh nhân. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn giáo sư Long. Như vậy nếu mà đặt vấn đề phẫu thuật ở bệnh nhân này thì cũng khá khó khăn, tại vì trên nền một bệnh nhân và rất nhiều bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý tim mạch đang có dùng chống đông, van cơ học. Xin phép mời ý kiến của cô Lý ạ. Vâng, em xin chào các thầy cô ạ. Kính thưa thầy Thành và các thầy cô và các anh chị, thì trong trường hợp bệnh nhân van hai lá cơ học, bệnh nhân này là bệnh nhân đã được mổ năm 2014 và bệnh nhân vào về một cái tình trạng quá liều chống đông, thì chắc chắn là các anh chị sẽ cần phải xử lý cái vấn đề quá liều chống đông. Thế tuy nhiên thì xem cả cái quá trình thì thứ nhất là mình đã thành công trong việc là mình không gây ra thêm cái tình trạng chảy máu. Tuy nhiên là nó cũng có hai cái thái cực, tức là khi mà mình quá thiên về một cái vấn đề kia, tức là cái vấn đề mà sợ nguy cơ chảy máu mà mình xử lý quá tích cực thì nó sẽ gây ra một cái hậu quả lâu dài, bởi vì bệnh nhân này vẫn mang một cái van cơ học, và nếu mà mình đưa cái liều chống đông xuống quá thấp thì sau đó nó sẽ gây ra một cái tình trạng đề kháng vitamin K, và sau này thì rất là lâu để mình nâng lên được cái liều đó. Và thứ hai nữa là trên cái van cơ học đó nó có thể hình thành những cái cục máu đông rất là nhỏ, nó gọi là pannus, và sau này có thể gây ra những cái hậu quả kẹt van về lâu dài sau này. Thế nên là với những trường hợp mà bệnh nhân thí dụ chỉ dùng thuốc chống đông kháng vitamin K ở những bệnh nhân van hai lá hẹp hở do thấp tự nhiên mà chưa thay van, hoặc là dung nhĩ đơn thuần mà phải dùng chống đông kháng vitamin K, thì các anh chị có thể đưa xuống rất là thấp thì cũng không sao cả, bởi vì nó cũng không ảnh hưởng lắm, và mình sau đó mình có thể dùng dần dần nó lên. Thế nhưng với những trường hợp mà bệnh nhân van cơ học thì các anh chị phải cũng cần là mình đưa xuống một cái giới hạn an toàn vừa đủ thôi. Chứ như ở đây khi mà mình xử trí là khi vào là các anh chị truyền 3mg vitamin K và có ngừng chống đông, anh chị không ghi nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ ngừng chống đông. Đấy. Và ngay khi vào thì là INR là không đo được và PT là 10%. Thế sau khi mà dùng bằng đấy liều thì nó đã xuống được là 61 PT 61% và INR là 1,42. Và tiếp tục các ngày sau, vì có lẽ là mình vẫn đang ngừng nên là xuống tiếp 1,31, 1,16. Và trong điều trị thì mình cũng chưa thấy đề cập lại là cái vấn đề dùng chống đông. Như thế là cái van cơ học này đang bị đe dọa. Có thể là ngay lập tức bây giờ mình vẫn thấy là tranh áp qua van nó chưa ảnh hưởng, nhưng mà chắc chắn là về lâu dài nó sẽ có ảnh hưởng. Thế nên là theo khuyến cáo mà ở những bệnh nhân mà van cơ học vậy thì họ chia ra cái vấn đề quá liều chống đông. Trước hết là mình phải bàn là cái lý do gì khiến cho cái bệnh nhân này quá liều chống đông đã, bởi vì là họ thay van hai lá được 6 năm rồi và họ đang dùng thuốc chống đông, thì bây giờ anh chị ghi là đang dùng Sanchrome, thì mình phải xác định rõ là đây là Sanchrome của Pháp hay là Acinocumarone của Việt Nam. Thứ hai nữa là cái quá trình theo dõi chống đông của họ là đang theo dõi ở đâu, bởi vì mình không mong muốn là trong tương lai họ xảy ra cái vấn đề quá liều hay thấp liều nữa. Đấy. Thế nên là mình cần phải xem là họ đang theo dõi ở đâu và cái mức độ theo dõi của họ chặt chẽ nào, tức là lần cuối cùng họ xét nghiệm là cách đây mấy tháng hay mấy tuần và giá trị là bao nhiêu và có điều chỉnh liều trong cái lần cuối cùng đó không.
Đấy, và trong 6 năm vừa qua họ có xảy ra những cái biến cố bị quá liều hay thấp liều không, và họ cần phải điều chỉnh như thế nào, đã xảy ra biến chứng chảy máu bao giờ chưa để trong tương lai mà mình không xảy ra cái biến cố như này nữa. Thế sau đó thì với những trường hợp theo cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu và Hội Tim Mạch Hoa Kỳ thì họ sẽ chia những cái mức, tức là chảy máu có đe dọa tính mạng hay không. Thí dụ như bệnh nhân này là có chảy máu có xuất huyết dưới da lớn ở vùng cánh tay và vùng đùi, và bệnh nhân này vì vào viện trong tình trạng là một cái bụng ngoại khoa và đang theo dõi là có thể là sẽ phải xét phẫu thuật. Thế nhưng mà mình phải đặt ra là có sẽ phải xét phẫu thuật cấp cứu trong vòng 24 giờ hay không, hay là có thể trì hoãn. Đấy, để mà mình, nếu mà giả sử như là một cái tình trạng vào cấp cứu mà phải xét phẫu thuật ngay trong vòng 24 giờ thì các bạn có thể dùng kháng vitamin K đường truyền tĩnh mạch, và thậm chí là có thể lĩnh thêm các chế phẩm máu, thí dụ như là huyết tương tươi đông lạnh. Ở mình là ở Thanh Ba, còn và sau đó thì các bạn có truyền. Thế còn nếu mà giả sử mà mình có thể trì hoãn sau 24 giờ thì trong thực tế lâm sàng cũng như trong khuyến cáo ấy, thì các khuyến cáo đưa ra là mình chỉ nên ngừng kháng vitamin K, ngừng chống đông kháng vitamin K và mình cho uống vitamin K. Tức là cái đường uống vitamin K và cái đường tiêm tĩnh mạch ấy, thì tác dụng của nó là như nhau. Thế nhưng mà cái đường tiêm ấy, nó làm cho hạ rất sâu cái INR. Thế nên là bây giờ họ rất là hạn chế tiêm, họ chỉ dùng trong trường hợp là chảy máu đe dọa tính mạng hoặc là bệnh nhân cần phải mổ cấp cứu ngay lập tức trong vòng 24 giờ đầu, tức là không trì hoãn được cái phẫu thuật, thì họ mới dùng đường truyền tĩnh mạch. Và ngay sau đó khi mà xét nghiệm mà nó đạt được cái liều thì mình cũng phải xem xét là mình sử dụng Lovenox rất là sớm cho bệnh nhân. Còn lại thì họ chia ra là nếu mà với những cái chảy máu thông thường mà không đe dọa tính mạng hoặc là không có chảy máu thì nếu mà INR trên 10 thì họ sẽ cho phép là ngừng chống đông cộng với lại uống vitamin K liều thấp từ 1 đến 2,5mg và sẽ xét nghiệm lại sau 12 giờ. Thế còn nếu mà INR mà dưới 5, à trên 5 nhưng mà dưới 10 và không có cái chảy máu đáng kể thì họ chỉ xem xét là ngừng chống đông kháng vitamin K và xét nghiệm lại. Còn cái vấn đề là uống chống đông thêm, uống vitamin K thêm là họ nói là optional, tức là có thể có hoặc không, chứ không nhất thiết là phải uống. Thế còn trong trường hợp lớn hơn 10 thì họ khuyên là nên uống và uống liều thấp là 1 đến 2,5mg. Thế còn đường truyền thì như tôi đã trao đổi, tức là mình chỉ dùng trong trường hợp là bệnh nhân có tình trạng chảy máu đe dọa tính mạng hoặc là phẫu thuật luôn hoặc là xuất huyết não. Và trong những trường hợp đó thì bắt buộc mình phải cân nhắc giữa nguy cơ là biến chứng tắc mạch và kẹt van so với lại nguy cơ mà chảy máu nguy hiểm đe dọa tính mạng. Đấy, thì bệnh nhân này thì mình đã xử lý qua được cái pha đó rồi, thì bây giờ theo như ý kiến của giáo sư Long là phẫu thuật bây giờ hiện tại mình không phải đặt ra nữa bởi vì là tắc ruột đã giải phóng được, còn cái phẫu thuật tiếp theo là mình phải làm là cho cái xa lồi thành bụng, thì đấy là một phẫu thuật có kế hoạch. Và có kế hoạch thì cũng giống như những bệnh nhân van cơ học khác, họ đều có thể vào vì mổ bất cứ một vấn đề gì thì mình sẽ có kế hoạch để chuyển tiếp cho bệnh nhân, chuyển bắc cầu sang dùng Lovenox hoặc là heparin trọng lượng không phải thấp hoặc là heparin thường. Thế nhưng mà trước mắt bệnh nhân này thì với một cái INR hiện tại bây giờ là đang chưa đạt liều và bệnh nhân có van cơ học và tình trạng chảy máu mình đã cầm được rồi, thì chắc chắn là mình sẽ phải dùng lại chống đông cho bệnh nhân. Nếu mà cái phẫu thuật không có kế hoạch diễn ra trong đợt nằm viện này thì mình sẽ cho Lovenox gối luôn cộng với lệ uống lại thuốc chống đông của bệnh nhân. Thế còn nếu mà giả sử họ có kế hoạch phẫu thuật trong lần này thì mình chỉ duy trì Lovenox với liều là 1mg trên cân nặng mỗi 12 giờ. Và đấy, cái quan trọng nhất ý là với mỗi bệnh nhân van cơ học dùng thuốc chống đông kháng vitamin K ấy, thì cái quan trọng nhất của chúng tôi đó là hỏi là cái quá trình bệnh nhân dùng ở nhà như thế nào, cái vấn đề theo dõi của bệnh nhân được theo dõi ở đâu và cái mức độ dao động của nó như thế nào. Và đặc biệt là có một cái điều vấn đề cũng thuốc đấy rồi, nhưng mà có những bệnh nhân là họ có thói quen là họ cắt hết một loạt thuốc đấy ra, họ cho vào một cái lọ, tức là họ chuẩn bị cho cả một tháng đấy, và họ cho một lọ, họ nghĩ cái lọ rất là kín. Thế nhưng thực tế thì không phải như thế, mà mình phải cần tư vấn cho bệnh nhân rằng là với mỗi viên thuốc mình bẻ ra mình sẽ uống hết viên đó, xong mình sẽ bẻ tiếp đấy, và khi mà bẻ ra cái phần thuốc còn lại thì mình vẫn phải bỏ trong cái bao thiếc, cái vỏ thiếc của nó, sau đó mình mới bỏ vào cái túi zip, cái túi ni lông, thì cái mức độ bảo quản và nó sai biến chất của cái thuốc nó mới không bị ảnh hưởng nhiều. Đấy là cái dùng thuốc chống đông. Và nếu mà giả sử những trường hợp mà đã có những biến cố về quá liều hoặc dưới liều chảy máu thì mình cũng khuyên bệnh nhân nên cố gắng là mua được cái thuốc chống đông Centrum của Pháp, bởi vì thực tế thì cái thuốc mà Acinocumarone, rất là nhiều sản phẩm khác nhau ở các tỉnh, các lô ấy, thì nó cái tác dụng nó cũng chưa khẳng định lắm, nên là những trường hợp bệnh nhân thông thường thì mình có thể dùng, và những trường hợp bệnh nhân đã có biến cố thì mình cũng rất lưu ý thận trọng cái vấn đề đó, hoặc nếu không thì họ cần phải xét nghiệm một cách chặt chẽ hơn để mà theo dõi, và nên theo dõi với một bác sĩ thì để mà có gì họ có thể gọi điện cho mình để mình chỉnh cho họ ngay lập tức, họ chưa phải đến viện. Thế
Thì đấy là cái em xin phép trao đổi về cái vấn đề dùng sống đông của bệnh nhân này ạ. Cảm ơn ạ. Vâng, bác sĩ Lý có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị ở bên Thanh Ba để hỏi về cái thuốc luôn, đúng không? Xem là bệnh nhân đang dùng thuốc gì cho cụ thể. Tuy nhiên là giáo sư Long đã có nói tức là phẫu thuật càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Trong cái trường hợp xa lồi thành bụng này. Đấy. Đó là chúng ta phải đặt ra kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân và xin đề nghị cô Lý là xem có điều chỉnh cái thuốc như nào cho bệnh nhân luôn được không? Đấy. Vì phẫu thuật cũng cần sớm đấy chứ không phải là để vâng bụng. Ạ. Thế nếu trong trường hợp mà cái chỉ định phẫu thuật thành bụng này vẫn đã đặt ra và mình vẫn làm thì như em vừa trao đổi, tức là mình sẽ tiếp tục duy trì Lovenox cho bệnh nhân và bắt đầu mình sẽ dùng lại từ ngày hôm nay. Mình thứ nhất là mình kiểm soát những cái vấn đề chảy máu của bệnh nhân, tức là những cái vết đã chảy máu trên da thì là mình đã ghi nhận rồi, và hàng ngày thăm khám mình đánh giá có thêm những cái nốt xuất huyết mới hay không. Nếu còn cái mảng xuất huyết cũ đã xảy ra thì mình sẽ đánh giá xem nó tan dần như thế nào. Đấy. Và dùng Lovenox như em nói thì nếu giả sử như bệnh nhân này tầm loanh quanh 40-45 cân thì mình sẽ dùng 2 bơm 40. Thế còn nếu mà bệnh nhân 60 cân thì mình sẽ cần phải dùng 2 bơm 60 theo đúng liều là 1 mg kem nặng mỗi 12 giờ. Và tiếp tục theo dõi tình trạng chảy máu của bệnh nhân. Thế còn nếu bệnh nhân định mổ thì mình sẽ không dùng chống đông kháng vitamin K trong giai đoạn này cho đến khi bệnh nhân mổ xong. Thế còn khi bệnh nhân mổ thì mình sẽ cần ngừng chống đông Lovenox trước khi mổ là ít nhất là 12 giờ. Đấy, tối thiểu là 12 giờ, tức là nếu mà ngày hôm sau mình có ý định mổ thì tối hôm nay mình có thể tiêm liều cuối cùng sớm tầm khoảng 18 giờ và mình nghỉ thẳng đến qua 8 giờ sáng hôm sau. Thì mình có thể cho bệnh nhân đi phẫu thuật. Sau phẫu thuật xong, khi mà tình trạng chảy máu sau mổ đã ổn định thì mình sẽ dùng lại sống đông Lovenox cho bệnh nhân. Và khi mà mình tiếp tục lại dùng lại cái liều điều trị Lovenox là 2 bơm một ngày cách mỗi 12 tiếng, và sau khoảng 3 ngày tùy cái mức độ vết mổ lớn hay không và cái dẫn lưu đã ổn thế nào rồi thì mình bắt đầu gối lại chống đông đường uống. Vì cái chống đông uống khi mà các bạn gối lại thì các bạn cũng cần 2 đến 3 ngày thì nó mới bắt đầu nâng dần lên đạt liều. Thế nên là mình có thể gối lại sau 1, 2 hoặc 3 ngày tùy cái mức độ là mất máu trong quá trình mổ hoặc là diện mổ các thứ, vấn đề cầm máu dẫn lưu ạ. Vâng, cảm ơn cô Lý. Xin mời ý kiến thêm của Phó Giáo sư Tùng và Nguyễn Học. Thì thưa các thầy cô, em hoàn toàn nhất trí với những cái nhận xét, những cái ý kiến của tiến sĩ Lý. Thì nhắc lại với anh em là người ta có nguyên nhân gì đó để người ta bị quá liều chống đông. Cái này vô cùng quan trọng, như là bác sĩ Lý đã nói. Bắt buộc chúng ta phải tìm. Bởi vì chắc người ta nếu mà nhầm thuốc, như cô Lý nói là mình để mình nhầm, thì dặn bệnh nhân. Còn nếu có những nguyên nhân khác thì mình phải tìm cách mọi cách để tránh. Thì việc thứ nhất, việc thứ hai là anh em đã xử lý, tôi nghĩ là anh em cái phác đồ xử lý quá liều thuốc chống đông là tôi nghĩ là đã thành công rồi. Chúng ta nhìn thấy đều rất là rõ ràng. Thế tuy nhiên là cũng phải nhắc lại là phải dựa vào INR rất là rõ, đặc biệt là khi anh em truyền huyết tương tư đông lạnh. Truyền xong bắt buộc xong 30 phút sau là mình phải lấy máu để kiểm tra INR ngay và phải chỉnh theo INR. Và các bước chỉnh thì anh em tim mạch rất là rành rồi. Thì cái việc thứ ba tôi hoàn toàn nhất trí và nhắc lại với anh em đấy là khi mà phẫu thuật ở bệnh nhân này, khi mà có chỉ định phẫu thuật có kế hoạch như thầy Long yêu cầu chẳng hạn, thế thì chúng ta bắt buộc phải dừng mà phải chuyển qua cái thuốc chống đông nào mà nó bán hủy nhanh, tức là Lovenox hoặc là heparin tiêu chuẩn, nên nhất là dùng Lovenox. Và nhớ dừng trước một bơm buổi tối để sáng hôm sau đi mổ. Sau đó thì theo nói chung là theo guideline chung thì từ 24 đến 48 tiếng chúng ta đã bắt đầu phải dùng lại rồi. Ở bệnh nhân này nên cân nhắc dùng sớm hơn một chút vì không có ảnh hưởng chất lượng của van. Thì đấy là tôi nghĩ là ba cái việc quan trọng nhất mà tiến sĩ Lý đã nói, và tôi cũng xin nhắc lại với anh chị em cái việc đó. Nhớ là dùng huyết tương tự đông lạnh thì phải kiểm tra INR ngay lập tức sau khi truyền trong vòng 30 phút. Đã xin hết ạ. Dạ, cảm ơn thầy Tùng. Xin mời ý kiến từ bệnh viện Thanh Ba. Thầy cô. Dạ vâng, em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn các thầy cô ạ. Thì bệnh nhân này hôm 31 thì bệnh nhân trung tiện, bắt đầu cho ăn cháo thì em đã bắt đầu dùng lại thuốc chống đông syndrome theo đúng liều điều trị ngoại trú ạ. Thì hôm nay em muốn hỏi, và bệnh nhân này trước đây điều trị thuốc chống đông thì cũng theo dõi không phải ở một bệnh viện mà tự mua ngoài và đi rất nhiều bệnh viện để khám, nên cũng không, nhưng mà bệnh nhân vẫn bảo uống theo đúng cái liều chỉ định. Và trước đây cái này 4 tháng cũng đã xuất hiện tím một lần như thế này rồi, nhưng mà tím ít hơn. Bệnh nhân này em muốn hỏi một chút nữa là bệnh nhân này ngay cái van cơ học ấy, thì em có một đầu cầu nữa là siêu âm tim. Em muốn nhờ các thầy xem hộ em tim mạch của bệnh nhân và
Vâng, chúng ta có siêu âm trực tiếp luôn đó không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, xin cho chuyển hình ảnh siêu âm tim trực tiếp về. Dạ em thưa thầy cô ạ, là bệnh nhân này thì là bệnh nhân là thai văn cư học từ 2014 và lâu nay điều trị tại trung tâm y tế huyện Thanh Ba ạ. Tháng tái khám gần nhất là tháng 2 tháng trước ạ. Và cái INL em theo dõi thường xuyên là khoảng dao động khoảng từ 2,7 đến 2,8 ạ. Vâng. Thì gần đây theo như khai thác thì bệnh nhân là có uống thuốc đau dạ dày ạ, mà một số thuốc không rõ nguồn gốc ạ. Thì bọn em nghĩ là nguyên nhân chủ yếu tăng liều chống đông cho bệnh nhân này là do dùng thuốc nó cộng hưởng liều ạ. Thì vào viện, trong lúc vào viện thì bọn em đã dùng vitamin K cho bệnh nhân, xong đấy xét nghiệm lại thì INL là 11,4 ạ. Thì bệnh nhân trong đó tình trạng bệnh nhân có mất máu kèm theo đi tiểu ra máu, thì bọn em đã quyết định là truyền 3 bịch huyết tương tươi đông lạnh. Và cái quá trình điều trị thì cũng đã, các thầy cô ở đây cũng đã nắm được rồi. Và bây giờ xin phép cho cái hình ảnh siêu âm tim trực tiếp của bệnh nhân lên đây ạ. Chúng ta đang làm từ trong phòng siêu âm đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Xin mời cô Lý hướng dẫn theo và cô cho ý kiến luôn để cái điều chỉnh về thuốc. Vì bệnh nhân cũng trong thời gian tới là cần phẫu thuật. Vâng. Vâng, bây giờ anh chị đang để mặt cắt chụp dọc cạnh ức thì cái cánh van thì có vẻ nó cử động cũng thấy có cử động. Được tốt ạ. Vâng. Vâng ạ. Anh chị bật màu, chị bật màu. Đốt lên màu. Vâng ạ. Vâng. Sau đó thì mà cũng không hở đáng kể, không có hở cạnh van, thì bây giờ chị xoay chụp ngắn ạ, chụp ngắn cạnh ức. Chụp xuống về phía thất trái, mỏm thất trái để mình nhìn cái van hai lá. Đây là đang về phía động mạch chủ, mình chụp xuống dưới. Vâng, một chút nữa. Đấy, thì anh chị thấy là hai cái cánh van nó đều đang vẫn đang đóng, chúc thêm một tí nữa. Vâng, chúc xuống. Vâng. Vâng, xong chị chuyển sang bốn buồng từ mỏm. Chị đẩy cái đầu dò ra sát nách của bệnh nhân một tí, ra phía bên nách. Ra nách. Đấy. Để ra nách một chút thì cái mỏm tim nó sẽ vào chính giữa cái gốc rẻ quạt của, đúng rồi ạ. Đấy, và bây giờ chị sẽ, vâng, cái van nó cũng vẫn mở hai cánh tốt. Bây giờ mình sẽ bắt cái Doppler liên tục. Đây là đang là Doppler sung. Mình nên bắt Doppler liên tục. Vâng, cái này mình có thể cho nó rộng ra thì mình sẽ đo tốt hơn cái mức độ chạy nó chậm lại, cái tốc độ chạy nó chậm lại bởi vì cái tần số tim bệnh nhân cũng hơi nhanh. Vâng, cái này thì mình thấy là cái hai cái click mở van thì mình vẫn thấy có, và cái vận tốc của qua cái van hai láng không lớn lắm. Nói chung là hiện tại thì cái van này vẫn đang hoạt động khá là tốt. Đấy thì cũng như tôi có trao đổi, tức là nếu ảnh hưởng nó lại ảnh hưởng về lâu dài và mình sẽ phải chỉnh liều rất là lâu để đưa cái đông máu của bệnh nhân lên. Còn lại như thầy Tùng nói, tức là về cơ bản là mình đã xử lý thành công, tức là mình không gây những cái biến chứng chảy máu trầm trọng cho bệnh nhân. Vâng, và cái van như thế là hiện tại là với chị đang làm thì rất là tốt đấy ạ, đóng mở rất là tốt và nhìn thấy hai cái cản ập của hai cánh van rất là ổn và tiểu nhĩ cũng không thấy có huyết khối. Vâng, thì anh chị đánh giá van này là tốt rồi. Vâng, như vậy cái điều chỉnh cái thuốc chống đông thì chúng ta sẽ khoảng tầm 3 ngày đúng không ạ? Vâng ạ. Với cái chống đông như chị nói, tức là mà bệnh nhân này được theo dõi ở trung tâm y tế huyện Thanh Ba và cách đây 2 tháng họ làm INR xuống viêm loanh quanh là 2,7, 2,8 và có một cái tác nhân là họ dùng thuốc chống viêm không steroid, nên là thì chắc chắn những bệnh nhân này thì mình sẽ phải tư vấn cho bệnh nhân là vì bệnh nhân ở ngay cơ sở thôi. Thế nên là tất cả những cái thuốc gì mà ngoài đơn của bác sĩ kê mà các anh chị có, mà bệnh nhân có kế hoạch dùng là cần phải gọi điện báo cho chúng tôi hoặc là đến đây báo cho chúng tôi trước khi dùng. Bởi vì chắc chắn nó sẽ có tương tác. Và nếu mà khi mà đã chót uống các thứ thì mình cần phải theo dõi. Nếu mà xảy ra những cái nốt bầm tím, 1-2 nốt nhỏ là cần phải đến khám sớm hơn so với hẹn, chứ không phải là mình đợi đến đúng hẹn. Đấy, tức là có thể là họ cũng có thể uống một vài viên paracetamol, nhưng nếu mà họ thấy những cái nốt bầm tím trên da bất thường ở những cái mặt mà không do va chạm, thường là mặt trong của chi chẳng hạn,
thì sẽ phải đến khám sớm hơn, hoặc là chảy máu cam, chảy máu chân răng thì đến khám sớm hơn để tránh lúc mà đến nó đã rất là loãng rồi. Thế còn với bệnh nhân này đang dùng liều là 2 ngày 1 phần 2 và các ngày khác 1 phần 4 thì trước mắt thì bây giờ mình cần nâng đạt liều đã, thì sau đó thì có thể là nếu mà bệnh nhân này bệnh nhân bao nhiêu tuổi ạ? 62 tuổi. Bệnh nhân này thì mình cũng có thể giảm xuống tạm 1 ngày 1 phần 4, tức là như thế mình chỉ còn duy trì 1 ngày trong tuần là 1 phần 2 thôi. Đấy, anh chị có thể đưa vào chủ nhật hoặc thứ bảy để mà cho họ dễ nhớ. Thế còn các ngày còn lại thì mình uống 1 phần 4 hết, mình có thể duy trì tầm 2,5 cũng được. Nếu bệnh nhân đã từng có biến chứng chảy máu hoặc là đặc biệt là sau mổ xong. Thế và trong cái đợt này thì mình cũng có thể theo dõi mau hơn cho bệnh nhân để xem cái vấn đề về liều và cũng tư vấn những cái thức ăn gì mình nên ăn và không nên ăn và ăn một cách ổn định. Đấy, tức là có những trường hợp thái quá, tức là mình bảo là không được ăn bất những cái này. Thế nhưng mà thực ra thì mình cũng không nên như thế, mà mình nên tư vấn là anh chị cứ ăn một cái chế độ ăn đều đặn và chúng tôi sẽ chỉnh cho liều chống đông của các anh chị theo cái chế độ ăn đó. Đấy, và cố gắng là mình phải duy trì một cái nếp sống đều đặn, và khi mà có loại thuốc khác mà đưa vào dùng cùng là cần phải báo với bác sĩ để mà bác sĩ biết, có thể là cũng có thể được uống, thế nhưng mà mình sẽ điều chỉnh cái liều và xét nghiệm lại cho nó phù hợp hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lý. Xin kết nối lại với bệnh viện Thanh Ba, cho hình ảnh bệnh viện Thanh Ba lên ạ. Thì bệnh nhân này đã được giải thích và đã có kế hoạch, chúng ta đã lên kế hoạch để phẫu thuật cho bệnh nhân chưa ạ? Và chúng ta sẽ phẫu thuật ở Thanh Ba được không? Dạ em thưa thầy, thì em cũng đã giải thích bệnh nhân là có thể phải phẫu thuật. Thì hôm nay em nhờ các thầy hội chẩn xem hồi em cái bệnh nhân này trong quá trình mổ mình có cần những cái lưu ý về có cái nguy cơ gì trong mổ, vì bệnh nhân cái xa lồi thành bụng rất là lớn, thì em nó có nguy cơ tái phát gì hay nguy cơ gì sau mổ không ạ? Vâng, tất cả cái phần nguy cơ về phẫu thuật thì thầy Long cũng đã nói lúc nãy rồi đúng không ạ? Đấy, còn cái phần điều chỉnh thuốc, thì nếu mà bệnh nhân đồng ý phẫu thuật trong thời gian sớm ấy, thì chắc chúng ta sẽ phải giữ bệnh nhân lại ở Thanh Ba và điều chỉnh ngay, thay cái thuốc như cô Lý vừa hướng dẫn, chúng ta chuyển sang Lopinox đúng không? Đấy. Và khoảng trong 3 ngày, nhưng mà hôm nay là ngày thứ 3 rồi thì đến chắc cũng phải đầu tuần, tại vì nếu 3-4-5 ngày nữa thì là sang đến ngày cuối tuần rồi, thì không nên mổ bệnh nhân những bệnh nhân như này vào cùng ngày cuối tuần, chúng ta nên phẫu thuật vào đầu tuần thì tốt hơn đúng không? Thì... Vâng ạ. Vâng. Thưa thầy cô ạ, bệnh nhân này thì chúng em đã cho uống thuốc chống đông lại hôm chủ nhật rồi ạ. Vâng, nếu tức là nếu mà chúng ta bệnh nhân đồng ý phẫu thuật ấy, thì chúng ta lại phải chuyển sang Lovenox như ý kiến của cô Lý. Chúng ta dừng cái thuốc đường uống lại. Vâng. Bệnh viện Thanh Ba còn có ý kiến gì về bệnh nhân này không ạ? Dạ vâng, em không ạ. Em xin cảm ơn thầy cô ạ. Vâng, như vậy chúng ta chuyển sang